Mấy hôm nay mọi người được tập trung đây làm gì ta? Ê, ê, mày biết mày tới đây làm gì không? Tao cũng không rõ nữa, mà nghe đâu là để giới thiệu một cái vũ khí mới gì sao á. Ồ, ok, xin chào các anh. Chào mừng các anh đến với buổi học ngày hôm nay. Thì trước hết cho tôi hỏi một câu á, là bình thường các anh đi đánh trận á, các anh có bao giờ bị hết đạn không? Dạ thưa chỉ huy, em có ạ. Đầu trận em bắn ở dí địch chạy về tới nhà. Xong giữa trận em hết đạn, địch dí em chạy ngồi trận cứ luôn. À, vậy thì các anh đừng lo nữa. Tại vì ngày hôm nay tôi sẽ đưa ra giải pháp cho cái vấn đề hết đạn của các anh. Tôi xin giới thiệu các anh một loại vũ khí mới mang tên là lựu đạn. Lựu đạn? Ủa chị Huy ơi, cái này đánh vần sao chị Huy? Cái này đánh vần là lựu luôn nặng lựu, an an đợi đang nặng đạn. À, giống cái trái lựu gì đó đúng không? Ừ đúng rồi, đánh vần giống trái lựu á. À vậy cái trái này nó giải quyết vấn đề hết đạn của tụi em như thế nào? Câu hỏi hay đó. Bình thường khi mà các anh bắn hết đạn á thì các anh phải dùng dao để tiêu diệt cái địch đúng không? Mà dao chỉ tiêu diệt được chỉ đâu một cái địch thôi. Thì với trái lựu đạn này nè. Ủa sao nó nhỏ xíu vậy? Chú Huy có lấy lục vũ khí không vậy? Nhìn nó vậy sao mà tiêu diệt địch được? À vậy là chú khinh thường nữa rồi. Với cái trái lựu đạn nhỏ nhắn này á, nó sẽ tiêu diệt từ 2 đến 3 kẻ thù một lúc. Gì ghê vậy? Chứ gì nữa. Trong trận đấu sắp tới á, các anh sẽ được sử dụng loại vũ khí mới này. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ qua bên sân tập luyện. Thì tôi sẽ chỉ cho các anh cách sử dụng cái này ha. Đi. 3 days later. Nằm xuống thì nó bắn trả kìa. Hết đạn. Mày còn đạn không? Tao hết đạn rồi. Tao hết đạn rồi mày ơi. Giật sao đây ta? Mày lấy cái lựu đạn gì hôm bữa ra chọi đi. Ờ à, đúng rồi. Ê, hả? Trước khi chọi nhớ la lên gì cho nó sợ nha. La lên gì vậy? Cái này nổ là lửa. Tôi định nằm trong lỗ. Lửa trong lỗ. À, ok. Lửa trong lỗ. Cái gì đấy? Ê, tụi nó hết đạn rồi, tụi nó chọi đá nè. Damn, lên thiên đường luôn.